bên trong là gồm có này, giấy hướng dẫn về nhà sản xuất, thiết bị chính này, sạc này, dây USB khi mình cắm vào vi tính cũng được, mà mình cắm để tắm sạc cũng được. Đầu tiên ta cắm thẻ nhớ, thẻ nhớ đây nhé. Thì thẻ nhớ thì mình nhớ nhé, úp nó xuống như thế này, mặt trên nó là cái mặt đồng này, úp nó xuống như này, có biểu tượng như này, thiết bị có biểu tượng này mình cũng để như thế này. Đây là đây độ cắm thẻ nhớ, và đây là độ cắm sim, đây là độ cắm sạc của cái dây sạc này, cắm vào đây. Đầu tiên chúng ta đưa thẻ nhớ vào, nhìn bên trong nhìn thì mình nhìn nghiêng lên, nhìn cái khe của nó này, rút vào chính xác, không được đụng đẩy. Ấn sâu vào, nếu không tay ấn sâu vào, nó cạch một cái là ok. Chúng ta sờ này, về mặt bằng phẳng này là được này, nó mà đẩy ra đến đây nhé, là không được nhé. Nghĩa là mình cắm lỏng tay quá, chưa được. Cắm thẻ nhớ đã xong, bước thứ hai cắm sim. Sim thì có góc mác của nó này. Đấy, thì mình làm cũng úp cái sim xuống như này, cắm sim vào, nhìn đúng khe, cắm. Đẩy sâu vào, cài về mặt bằng phẳng này, quay ra sau nhìn này, đèn báo này, đấy, đèn báo đã tắt đi, như thế là nó đã khởi động xong, rất là nhanh chóng. Chỗ đằng này thì nó có cái mắt camera này để nó nhìn này, gỗ mic để nó thu này, và cái chỗ này là để móc cái quai vào để đeo, đeo cầm tay. Đấy. Ta phải úp cái thiết bị này xuống nhé. Chứ là để như thế này mà quay lên thì đến khi mà quay ra hình ảnh nó sẽ bị ngược hình. Úp nó xuống này, đấy, cái có cái tem này ta để trên, úp nó xuống. Đấy, lấy điều khiển, lấy điện thoại ra, mình điều khiển nó bằng điện thoại này, từ xa. Chúng ta nhắn tin vào cái số sim mà mình cắm ở đây này, đấy cái số mình vừa cắm đấy. Mình lưu cái số máy này vào, xong bắt đầu là mình nhắn cho nó. Đầu tiên mình nhắn khởi động. Bằng cách nhắn, mình nhắn là 000 đấy nhé, ba số 0 liền nhau, không được cách rời, và ấn gửi cho nó là cái số sim đấy. Số sim cắm đây này, chúng ta đợi một chút để nó nhận cái máy là làm chủ nhân. Rồi, rất nhanh chóng đã có tin nhắn trở về. Nó hiển thị lên là tin nhắn nó trả lời là set pin number, có nghĩa là nó đã set cho mình được cái số máy để làm chủ nhân rồi. Đấy, nó đã công nhận. Bước tiếp theo, mình gửi tiếp ba số 2. Đấy, ba số 2 liền nhau hết này, lại gửi cho nó. Đến một mức mình đồng ý là đã để bảo nó tắt đi thì mình sẽ nhắn tiếp. Và số 3 hãy gửi. Đấy, nó đã trả về, nó đã